cho con nghe. Hôm nay thì con TF 150 nè, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè. Đây. 150 sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, made in Thái Lan. Xích xe là 716 cm khối. 2400 vòng trên phút. Made in Thái Lan. Đẹp mà con ơi, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan luôn. Đèn đuốc cũng khá đẹp luôn. Ở đây rất là thể thao nè. Mà sao? Nhưng mà đèn rất là thể thao luôn. Đèn neon này sáng nó bền, nó ít đi đứt không bà con. Quá đẹp. Có dây không tắt đèn luôn nè. Tiện nè, bà con nào xài đi đêm hay dàn sới là treo lên cái dàn sới xài luôn nè. Chạy ghe là câu xe xài đèn pha được luôn nè. Rất tiện, rất đẹp luôn. Không tắt đèn luôn. Có tem chống hàng giả luôn rồi con. Đây luôn hả? Khẩu rất đẹp. Mét kim luôn nha. Mét kim luôn. Rất đẹp. Chắc là chắc chắn như vậy. Heo đóng dưới dân ma luôn. Thế là sơn sáng rất đẹp bà con ơi. Đẹp nha. Nó rất là ok. Rất là đẹp bà con ơi. Yamaha TF 150 sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Theo tiêu chuẩn bản quyền của Japan luôn bà con. Nhật Bản luôn á, theo tiêu chuẩn bản quyền Nhật Bản luôn. Tại sao này lắp xăng lắp dầu màu đen nha bà con. Tại sao này là bất cả tất cả lắp dầu màu đen mà có sọc này hết. Tại sao bắt buộc phải có lắp dầu màu đen để sọc này. 160 cũng vậy, cũng có đời nó dầu màu đen luôn. 160 cũng lắp dầu màu đen luôn. Cái hai sọc này, nó là đời mới. Alo. Nghe anh ơi. Đúng rồi anh. Ớp. Dạ đúng rồi. Đúng rồi 5.5. Dạ đúng rồi. Anh mua gì em bán đó à? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhận hàng nhận tiền bưu điện đem tới anh trả tiền cước á, nhận hàng thôi. Anh chuẩn bị nhất nhau sẵn lên test luôn. À. À, 6 tháng anh còn anh chặt gửi bưu điện miễn phí. Gửi ngược lại để sửa, gửi sửa ngược lại. Gửi ngược lại sửa đó, bảo hành nó miễn phí. Còn gửi hàng thì tính tiền cước. Đúng rồi. Đúng rồi, anh chờ em 5 phút đi, em về tới nhà em ghi cho. Em ghi TF 160, 150 sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Rất đẹp bà con ơi. Mẫu rất là thể thao luôn. Hôm nay 50 dòng thể thao đây. Đẹp. Có qua có điện mà lu quá không nhớ nổi luôn. Quá trời nhiều. À, có sẵn cái gì á. Mẫu rất đẹp rồi con. Để mới sau này nó có hai cái sọc này. Rất đẹp. Lắp dầu màu đen luôn. Giống như con 160 này, rất đẹp luôn. Đây, rất đẹp nha. Mẫu rất là sắc sảo. Rất là dày nha bà con. Đời này phụ tùng đầy đủ nha. Mẫu rất là đẹp luôn, thể thao luôn. Quá đẹp. Thái Lan. Alo. À cái đó bán rồi anh. Giờ bữa nó về nữa anh. Chắc ở từng nữa. Đẹp rồi, Yamaha TF
150 sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Con nào có nhu cầu alo 0886356707.